Cô rất vui khi được gặp lại các em trong tiết toán trực tuyến ngày hôm nay. Để tiết học đạt hiệu quả, các em cần lưu ý chuẩn bị vở bài tập toán 5, bút mực, bút chì, thước, vở nháp, ngồi học ngay ngắn ở nơi đầy đủ ánh sáng, không ngồi quá gần màn hình tivi, tập trung nghe giảng và thực hiện các nhiệm vụ của bài học. Hôm nay chúng ta ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng. Mục tiêu của bài ôn tập này là các em biết tên gọi, ký hiệu và quan hệ của các đơn vị đo khối lượng thông dụng, biết chuyển đổi các số đo khối lượng và giải các bài toán với các số đo khối lượng. Bây giờ chúng ta bắt đầu tiết học nhé. Các em hãy hoàn thành bảng đơn vị đo khối lượng sau. Ta có đơn vị đo khối lượng kg, hãy nêu giúp cô những đơn vị đo khối lượng nào lớn hơn kg. Đúng rồi, đó chính là tấn, tạ, yến. Vậy những đơn vị nào nhỏ hơn kg? Hoàn toàn chính xác. Đó chính là hectogram, decagram và gram. Bây giờ chúng ta tiếp tục ôn tập mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng trong bảng đơn vị đo khối lượng nhé. Cho cô biết 1 kg bằng bao nhiêu hectogram vậy các em? Đúng rồi, 1 kg bằng 10 hectogram. Như vậy 1 kg bằng bao nhiêu yến? Hoàn toàn chính xác, 1 kg bằng 1/10 yến. Tương tự, chúng ta có 1 yến bằng 10 kg bằng 1/10 tạ. 1 tạ bằng 10 yến bằng 1/10 tấn. Và tấn là đơn vị đo khối lượng lớn nhất trong bảng đơn vị đo khối lượng. 1 tấn bằng 10 tạ. 1 hectogram bằng 10 decagram bằng 1/10 kg. 1 decagram bằng 10 gram bằng 1/10 hectogram. Và 1 gram bằng 1/10 decagram. Vậy các em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa hai đơn vị đo khối lượng đứng liền nhau? Suy nghĩ xem nào. Đúng rồi đấy các em, hai đơn vị đo khối lượng liền nhau hơn kém nhau 10 lần. Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé và đơn vị bé bằng 1/10 đơn vị lớn. Các em vừa ôn tập lại bảng đơn vị đo khối lượng cũng như mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng. Bây giờ chúng ta hãy vận dụng kiến thức vừa ôn tập để thực hành làm bài tập nhé. Các em mở vở bài tập trang 30, bài số 1. Mời các em đọc yêu cầu của bài số 1. Yêu cầu của bài số 1 là viết số hoặc phân số thích hợp vào chỗ chấm. 1 tấn bằng bao nhiêu tạ? 1 tạ bằng bao nhiêu yến? 1 yến bằng bao nhiêu ký? 1 tấn bằng bao nhiêu kg? 1 kg bằng bao nhiêu yến? 1 kg bằng bao nhiêu tạ? 1 kg bằng bao nhiêu tấn? 1 gram bằng bao nhiêu kg? Các em hãy dựa vào bảng đơn vị đo khối lượng và mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng để thực hành bài tập này. Các em bấm nút dừng và thực hiện trong thời gian 4 phút bắt đầu. Các em đã thực hiện xong. Như vậy, 1 tấn bằng 10 tạ. 1 tạ bằng 10 yến, 1 yến bằng 10 kg, 1 tấn bằng 1.000 kg. Và ngược lại, 1 kg bằng 1/10 yến, 1 kg bằng 1/10 tạ, 1 kg bằng 1/10 tấn, 1 gram bằng 1/1.000 kg. Các em cho cô hỏi tại sao các em biết 1 gram bằng 1/1.000 kg? Suy nghĩ lại xem nào. À đúng rồi, tại vì 1 kg
bằng 1.000 gram. Do đó, 1 gram sẽ kém 1 kg 1.000 lần, hay 1 gram bằng 1 phần 1.000 kg. Các em vừa vận dụng mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng trong bảng đơn vị đo để thực hành bài tập 1. Bây giờ chúng ta tiếp tục vận dụng điều này để làm bài tập 2 vở bài tập trang 30 nhé. Bài 2 yêu cầu viết số thích hợp vào chỗ chấm. Câu A, 27 yến bằng bao nhiêu kg? 380 tạ bằng bao nhiêu kg? 49 tấn bằng bao nhiêu kg? 380 kg bằng bao nhiêu yến? 3.000 kg bằng bao nhiêu tạ? 24.000 kg bằng bao nhiêu tấn? Câu B, 1 kg 25 gram bằng bao nhiêu gram? 2 kg 50 gram bằng bao nhiêu gram? 6.080 gram bằng bao nhiêu kg và bao nhiêu gram? 47.350 kg bằng bao nhiêu tấn và bao nhiêu kg? Các bạn hãy dựa vào mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng để thực hành bài tập 2 trong thời gian 4 phút. Bắt đầu. Các bạn đã thực hiện xong. Như vậy, 27 yến bằng 270 kg, 380 tạ bằng 38.000 kg, 49 tấn bằng 49.000 kg, 380 kg bằng 38 yến, 3.000 kg bằng 30 tạ, 24.000 kg bằng 24 tấn. Câu B, 1 kg 25 gram bằng 1.025 gram, 2 kg 50 gram bằng 2.050 gram, 6.050 gram bằng 6 kg và 50 gram, 47.350 kg bằng 47 tấn và 350 kg. Vậy các bạn hãy cho cô biết tại sao các bạn ra được 380 tạ bằng 38.000 kg. À, các bạn đã dựa vào mối quan hệ đo khối lượng giữa tạ và kg. Một tạ bằng 100 kg, do đó 380 tạ ta nhân nhẩm với 100 thêm vào hai chữ số 0, ta được 38.000 kg. Vậy cô đố thêm các bạn, tại sao các bạn ra được 1 kg 25 g bằng 1.025 g? Nhớ lại xem nào. À đúng rồi, ta đổi 1 kg về đơn vị g. 1 kg bằng 1.000 g cộng 25 g bằng 1.025 gram. Vậy thế tại sao 6.050 gram các bạn đổi ra được bằng 6 kg và 50 gram vậy? Đúng rồi, dựa vào mối quan hệ giữa đơn vị đo khối lượng gram và kg. 1 kg bằng 1.000 gram, do đó 6.000 gram chia cho 1.000 ta được 6 kg và còn lại 50 g. Như vậy 6.050 g bằng 6 kg và 50 g. Các bạn vừa thực hành bài tập số 2 bằng cách vận dụng mối quan hệ giữa các đơn vị đo trong bảng đơn vị đo khối lượng rất tốt. Và các bạn hãy tiếp tục vận dụng vào thực hành bài tập sau. Bài số 4 vở bài tập trang 30. Người ta thu hoạch ở 3 thửa ruộng được 2 tấn dưa chuột. Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được 1.000 kg dưa chuột. Thửa ruộng thứ hai thu hoạch được bằng 1 phần 2 số dưa chuột của thửa ruộng thứ nhất. Hỏi thửa ruộng thứ ba thu hoạch được bao nhiêu kg dưa chuột? Chúng ta cùng phân tích đề bài này nhé. Bài toán cho biết gì về các em? Đúng rồi, bài toán cho biết người ta thu hoạch ở 3 thửa ruộng được 2 tấn dưa chuột. Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được 1.000 kg dưa chuột.
Thửa ruộng thứ hai thu hoạch được bằng 1/2 số dưa chuột của thửa ruộng thứ nhất. Bài toán hỏi gì vậy các em? À, bài toán hỏi thửa ruộng thứ ba thu hoạch được bao nhiêu kg dưa chuột? Sau khi phân tích đề, các bạn hãy bấm nút dừng và thực hiện tóm tắt bài này trong thời gian 3 phút. Các bạn đã thực hiện xong. Ở bài này chúng ta tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng. Ngoài ra các em cũng có thể tóm tắt bằng lời để tìm ra cách giải bài toán. Vậy các bạn cho cô biết làm thế nào để tìm khối lượng dưa chuột thửa ruộng thứ ba thu hoạch được? À đúng rồi, ta lấy tổng khối lượng dưa chuột của cả ba thửa ruộng thu hoạch được là 2 tấn dưa chuột đổi sang kg. Sau đó ta lấy tổng khối lượng dưa chuột của cả ba thửa ruộng trừ đi tổng khối lượng dưa chuột mà thửa ruộng thứ nhất và thửa ruộng thứ hai thu hoạch được, thì ta sẽ ra được khối lượng dưa chuột thửa ruộng thứ ba thu hoạch được. Hoàn toàn chính xác. Vậy các bạn hãy bấm nút dừng và thực hiện giải bài toán này trong thời gian 4 phút bắt đầu. Hãy đối chiếu với kết quả bài làm của cô nhé. Đổi 2 tấn bằng 2.000 kg, khối lượng dưa chuột thửa ruộng thứ hai thu hoạch được 1.000 chia 2 bằng 500 kg. Tổng sản lượng dưa chuột thu hoạch được của thửa ruộng thứ nhất và thửa ruộng thứ hai 1.000 cộng 500 bằng 1.500 kg. Khối lượng dưa chuột thửa ruộng thứ ba thu hoạch được, ta lấy 2.000 trừ 1.500 bằng 500 kg, đáp số 500 kg. Như vậy các bạn đã được ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng cũng như mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng và vận dụng thực hành đổi đơn vị đo khối lượng và vận dụng đổi đơn vị đo khối lượng vào giải toán. Tiết học của chúng ta đến đây là hết. Cô có trò chơi dành cho các bạn như sau. Đó là trò chơi ai nhanh nhất. Câu hỏi của cô đưa ra là các bạn hãy nêu cho cô bảng đơn vị đo đốt khối lượng theo thứ tự từ lớn đến bé. Đúng rồi, giỏi lắm. Bảng đơn vị đo khối lượng từ lớn đến bé: tấn, tạ, yến, kg, hectogram, decagram, gam. Cho cô biết những đơn vị đo khối lượng nào lớn hơn kg. Đúng rồi, đó là ba đơn vị: tấn, tạ, yến. Thế những đơn vị đo khối lượng nào bé hơn kg? Hoàn toàn chính xác, đó chính là hectogram, decagram, gam. Hai đơn vị đo khối lượng đứng liền nhau hơn kém nhau bao nhiêu lần? Rất giỏi, hai đơn vị đo khối lượng đứng liền nhau hơn kém nhau 10 lần. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô có dặn dò đối với các bạn như sau. Các bạn xem lại bài, chuẩn bị bài, ôn tập bảng đơn vị đo diện tích. Cô chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan học tốt và thật nhiều sức khỏe. Cô hẹn gặp lại các em trong tiết học sau.